Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền bắt giữ vô tội và nghi phạm vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Ngày 13 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài Vụ nổ súng ở Đắk Lắk, 39 nghi phạm bị bắt giữ, mạng xã hội có gì? Theo đó, Bộ Công an vào sáng ngày 13 tháng 6 cho biết có tổng cộng 39 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công vào hai cơ quan công quyền ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk bị bắt giữ trong khi các đoạn video hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các vụ bắt giữ người. Đến chiều 13 tháng 6, truyền thông nhà nước cho hay số người bị bắt giữ đã lên tới 45. Cụ thể, theo AFA, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an cho hay trong đêm 12 tháng 6 có 2 người ra đầu thú và có 10 người khác bị bắt giữ. Hình ảnh bài trên AFA. AFA nhận xét Bộ Công an trong bản tin cập nhật mới nhất sử dụng cụm từ nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã E-Tiêu và xã Eketua. Tuy nhiên không hề đề cập đến vụ tấn công vũ trang hay khủng bố. Cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trong khi đó, AFA cho hay, tối 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ra thư bày tỏ kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra, đồng thời chia sẻ với những đau thương và mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ và người dân. Các cơ quan Đảng và công quyền này kêu gọi không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng và nêu cao cảnh giác tuyệt đối không nghe không tin không theo các đối tượng phản động các thế lực thù địch lợi dụng tình hình xuyên tạc lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn afa cho hay trái với sự im ắng của báo chí nhà nước khi hầu hết chỉ đưa lại các bản tin từ bộ công an Người dùng mạng xã hội đăng tải các đoạn video, hình ảnh cho thấy diễn biến của các vụ bắt giữ những nghi phạm của cơ quan công an, AFA nhận xét. Vẫn theo AFA, một đoạn video đăng tải hôm 12 tháng 6 cho thấy hai thanh niên người đồng bào mặc quần rằn ri đi xe máy trên đường khi đến trước cửa hàng Sâm Yến, An Nhiên, địa chỉ ở thôn Kim Châu, xã Đà Bang, Băng, huyện Cư Quyên, thì bị ba viên công an mặc áo giáp nổ súng chỉ thiên và ra giữa đường ngăn chặn. Hình ảnh truyền thông nhà nước cho hay đến chiều 13 tháng 6 đã bắt được 45 nghi phạm. Trong số này có bao nhiêu người bị oan. Hai thanh niên đi trên xe ô tô đen áp sát phía sau. Xuống xe giúp khống chế hai người đồng bào. Cùng lúc, người tài xế dùng gậy ba khúc đánh nhiều lần vào đầu của một trong hai thanh niên nêu trên. Mặc dù chưa biết chính xác họ là ai. Không lâu sau đó, hai thanh niên này bị trói ngoặt tay ra phía sau, và cảnh sát cơ động đưa lên xe cứu thương biển số 47C2806 của tỉnh Đắk Lắk. AFA cho biết tài khoản TikTok WH cũng đăng tải video cho thấy cảnh sát đang rượt đuổi một người dân ngay trước cổng thôn 4 thôn Văn Hóa, nhưng người quay phim mau chóng đính chính người nhà em đó nên họ dừng lại không đuổi nữa. Một số video khác cho thấy cảnh sát cơ động bắt giữ lần lượt những người đồng bào mà họ cho rằng có liên quan đến vụ việc tra khảo tìm người cầm đầu vũ khí. Các đoạn video này mặc dù không rõ địa điểm quay do địa hình rừng núi, tuy nhiên các tài khoản đăng tải đều cho biết vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk và các video này đều là lần đầu được phóng viên nhìn thấy trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các cuộc nói chuyện tra khảo người đều gợi ý đến vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm 11 tháng 6. Như vậy, những nội dung các video này cho thấy chính quyền đang bắt giữ người một cách vô tội vạ, chỉ nhằm mục đích tìm ra người cầm đầu vụ tấn công và những người tham gia bất chấp oan sai. Vậy trong số 45 người bị bắt có bao nhiêu người bị oan? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin: Chính quyền bắt giữ vô tội vạ nghi phạm vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Báo nhà nước xóa bài về vụ tấn công đồng công an ở Đắk Lắk. AFA tiếng Việt ngày 10 tháng 6 loan tin, Đắk Lắk báo nhà nước xóa bài xả súng ở hai trụ sở công an xã khiến 6 cán bộ tử vong. Theo đó, hai bản tin của báo chí nhà nước về sự việc nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nguyên đã bị xóa không lâu sau khi đăng tải. Hình ảnh tin trên AFA. AFA cho hay hai trụ sở công an xã Etil và Ekatur thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk Bất ngờ bị tấn công vào lúc rạng sáng 11 tháng 6 khiến ít nhất 6 cán bộ tử vong và nhiều người khác bị thương, theo như bản tin của báo chí nhà nước. Theo AFA, mạng báo VN Express sáng 11 tháng 6 dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết, báo cáo từ Công an tỉnh Đắk Lắk thể hiện lúc 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6 khoảng 10 người mặc đồ rằng ri đi xe máy đến trụ sở Ủy ban Công an xã Etiêu sau khi sát hại hai cán bộ công an những người này ra ngã ba Esim Quốc lộ 27 chặn ô tô bán tải và bắn chết tài xế cùng lúc đó AFA cho biết một nhóm khác gồm 30 người đi xe jeep và xe máy tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an xã Eksur những người này dùng súng và dao tấn công thiếu tá 42 tuổi, đại úy 35 tuổi và hai thượng úy 21 và 29 tuổi. Bí thư xã, chủ tịch xã và một thanh niên sau đó cũng bị bắn. Bước đầu ghi nhận có 7 người tử vong, trong đó có một người dân, ba người khác bị thương. Những bản tin này của VN Express bị xóa sau khi đăng tải chỉ vài phút. AFP cho hay phóng viên afa đã gọi điện cho số điện thoại đường dây nóng của công an tỉnh đắk Lắk để hỏi về vụ việc tuy nhiên người trực ban cho biết đây là số của trực ban hình sự và đề nghị gọi cho phòng tham mưu công an tỉnh để nắm thông tin afa cũng thử gọi vào số điện thoại của công an huyện cư quyên nhưng không thể kết nối theo AFA, bản tin của VN Express cũng cho biết Bộ Công an huy động nhiều lực lượng, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk truy bắt những người này, kiểm soát nhiều tuyến đường qua lại. Hình ảnh, đến trưa ngày 12 tháng 6, 26 người đã bị bắt. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân huyện Cư Quyên và các địa phương lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cùng các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất. Văn bản của Bộ Công an nêu, báo mạng công thương trước đó có bài viết Đắk Lắc đối tượng lạ mặt xông vào trụ sở bắn 6 cán bộ tử vong. Tuy nhiên, tờ báo này rút bài không nêu lý do sau đó không lâu, AFA cho hay. Các tờ báo trong nước sau đó đăng tải bản tin ngắn gọn dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay có một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Etil và Ekatur làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân. AFA dẫn thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Tô Ân Sô cũng khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Truyền thông nhà nước dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Đến 11 giờ 30 ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 26 người tham gia vụ dùng súng tấn công các trụ sở ủy ban nhân dân và công an hai xã Etieu và Ekatoe tại Đắk Lắk. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Đồng thời, việc truy quét những người còn đang lẫn trốn vẫn được tiếp tục tiến hành. Truyền thông nhà nước cho hay Hiện nay vẫn chưa rõ động cơ và thành phần gây án và đang có nhiều đồn đoán xung quanh vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng có thể do mâu thuẫn về vấn đề cưỡng chế đất đai, một số khác lại cho rằng có thể do vấn đề sắc tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin báo nhà nước xóa bài về vụ tấn công đồn công an xã ở Đắk Lắk. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d